tôi là Hoàng Linh và rất vui khi được đồng hành với quý vị trong chương trình Hành trình Lột Xác 2019. Thưa quý vị, ở những tập phát sóng trước, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là những niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa khi các bạn thí sinh được trao tặng tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện miễn phí, có cơ hội thay đổi chân dung, mở lối ước mơ cho cuộc đời mình. Chúng ta cũng đã chứng kiến những giọt nước mắt, đôi chút thất vọng, tiếc nuối khi để tuột mất cơ hội được chạm tay vào ước mơ của mình. Ngày hôm nay, may mắn sẽ gọi tên ai? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Như thường lệ, sẽ có hai thí sinh, hai nhân vật được chúng tôi giới thiệu tới quý vị khán giả và ban giám khảo. Chúng ta chỉ được lựa chọn một người đi tiếp mà thôi. Hai nhân vật này có những hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Điểm chung duy nhất của họ đó chính là niềm đam mê và khát khao cháy bỏng được thay đổi ngoại hình, được chạm tới ước mơ và được tỏa sáng với tài năng của bản thân. 50% quyết định sẽ thuộc về 100 khán giả đang có mặt tại trường quay lúc này. Hãy giúp đỡ chúng tôi thật công tâm ạ. 50% kết quả còn lại được quyết định bởi ban giám khảo đáng kính của chúng tôi. Đầu tiên xin được giới thiệu Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam, bác sĩ Charlie Trần. Xin được chào đón đạo diễn Lê Hoàng. Xin chào đón diễn viên điện ảnh xinh đẹp Lan Phương. Và một trong những stylist điển trai nhất mà tôi biết ạ, stylist Hoàng Cu. Đầu tiên xin phép được dành câu hỏi cho bác sĩ Charlie Trần. Trở lại với Hành trình Lột Xác mùa này, không biết là điểm khác biệt lớn nhất ở Hành trình Lột Xác 2019 tạo cảm hứng cho bác sĩ là gì ạ? Tạo cảm hứng cho tôi thì năm nào cũng có những cái sự khác biệt và năm nào cũng có cái cảm hứng và cái xúc động với tôi, và chúng tôi giúp được hơn nhiều những cái hoàn cảnh, đều những cái số phận như thế nó bị rủi ro về khiếm khuyết như thế, chúng tôi muốn giúp được nhiều hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Charlie Trần rất nhiều ạ. Giữa hàng ngàn thí sinh thì chúng ta chỉ được chọn ra 22 thí sinh mà thôi. Mỗi tập phát sóng có 2 thí sinh được gặp gỡ với quý vị khán giả. Chúng ta lại chỉ được chọn ra một người đi tiếp mà thôi. Chứng kiến các cặp thí sinh ở những tập trước và trước khi bắt đầu tập này gặp gỡ với 2 thí sinh tiếp theo, không biết đạo diễn Lê Hoàng có tâm sự gì muốn chia sẻ với 2 thí sinh của tập này không ạ? Sau khi xem chương trình này thì tôi thấy rằng là hạnh phúc của chúng ta là mênh mông và bất hạnh của chúng ta cũng mênh mông. Không có đâu mà lường được, là có những con người họ chỉ mong bình thường thôi. Phải có những con người bình thường thì lại mong nổi tiếng, đúng không? Phải có những người nổi tiếng thì lại mong giàu có. Có nghĩa là cái khát khao của chúng ta không bao giờ dừng lại, thì cái đấy cũng tốt. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì tôi thấy thật lòng mà nói thì đa số con người chúng ta là bình thường, đúng không? Bình thường theo cả về vật chất, cả về tâm hồn lẫn cả về hình thể. Và điều đấy, tôi nói cái điều này thì có thể nó không nằm trong cái chuyện nói cho các thí sinh ở đây, nhưng nó nói cho những người nào mà đang xem chương trình ấy, là nếu chúng ta có một cái thân hình bình thường thì chúng ta hãy lấy đó làm hạnh phúc, bởi vì chúng ta sẽ hơn được nhiều người lắm. Xin cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa của đạo diễn Lê Hoàng. Stylist Hoàng Cu, là lý do gì mà bạn quyết định đồng hành với các thí sinh của Hành trình Lột Xác ạ? Thật ra thì Hoàng Cu đã biết đến chương trình rất là lâu rồi, từ mùa trước, và thực sự rất là yêu thích chương trình, bởi vì Hoàng Cu là một người mà luôn luôn muốn rằng là mọi thứ trên cuộc sống này phải trở nên hoàn hảo hơn. Thế nên là Hoàng Cu đến với nghề cũng với một cái tâm tư rằng là muốn tất cả mọi người đều có thể đẹp hơn. Thì nếu mà mọi người đã quá quen thuộc với việc là Hoàng định hình phong cách cho các nghệ sĩ nổi tiếng trở nên đẹp hơn rồi, thì bây giờ Hoàng nghĩ rằng là nhiệm vụ của mình không chỉ là ở nghệ sĩ nữa, mà từ những con người bình thường hoặc là những con người mà có ước mơ để trở nên hoàn hảo hơn. Diễn viên Lan Phương ạ, thì không biết là Lan Phương có tâm sự hay là có cái sự chuẩn bị gì, bạn sẽ giúp đỡ các thí sinh của chúng tôi như thế nào ạ? Phương nghĩ là các bạn thí sinh, mỗi bạn sẽ có một cái ước mơ cho mình. Và nếu như các bạn muốn có cái ước mơ về nghệ thuật thì Phương muốn nói rằng đó là một cái con đường thực sự sẽ là gian nan và vất vả đấy. Nó cũng sẽ phải trải qua rất nhiều thứ, cũng khó khăn, cũng đau đớn, và nhiều khi không phải cái gì cũng dễ dàng, cũng y hệt như là cái cuộc phẫu thuật mà các bạn để có thể lột xác để trở nên đẹp hơn. Nên là các bạn muốn đẹp hơn để theo đuổi nghệ thuật thì các bạn sẽ phải trải qua cái sự gian nan nó gấp đôi một người bình thường đã có sẵn cái bề ngoài. Nên là cần của các bạn nhiều ý chí hơn. Nhưng mà ngoài cái ý chí đó, các bạn còn phải tự tin này, và các bạn phải tin vào chính bản thân mình, cái đó rất quan trọng.
các bạn tin rằng mình có khả năng, mình có tài năng đủ để theo đuổi cái nghệ thuật này thì các bạn hãy tiếp tục. Nhưng sẽ có những bạn đôi khi sẽ nhầm tưởng, đôi khi các bạn vẫn, Phương tin là sẽ có nhiều bạn vẫn hơi hơi có một chút tài năng nhưng mà vì cái hào quang đó và nghĩ rằng là mình chỉ cần thay đổi ngoại hình thôi, mình cũng có thể đạt được cái thành công đó, nhưng mà không phải là như thế đâu. Các bạn còn phải trải qua rất nhiều thứ và đôi khi cái sự đào thải ở trong cái ngành này nó rất là khắc nghiệt. Xin cảm ơn Lan Phương rất nhiều ạ. Những chia sẻ hết sức chân thành về nghề, về nghệ thuật. Cảm ơn nghệ sĩ Lan Phương. Như chúng tôi đã thông báo ngay từ những tập phát sóng đầu tiên của Hành trình Lột Xác 2019, 50% kết quả được quyết định bởi các khán giả trực tiếp có mặt tại trường quay, 50% còn lại tùy thuộc vào ban giám khảo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh đầu tiên của chương trình tuần này, thí sinh số 1 mang tên Phùng Văn Hiếu. Đã quay trở lại với Hành trình Lột Xác mùa thứ tư 2019. Tôi là Kim Anh, người sẽ đồng hành cùng với quý vị và các thí sinh. Ngày hôm nay thì Kim Anh đang có mặt ở khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để gặp gỡ một nhân vật mà nhân vật này rất thú vị nha quý vị. Nhân vật này có một niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, tuy nhiên lại không có đủ điều kiện để thực hiện hóa niềm đam mê này. Lý do là gì và câu chuyện của bạn ấy ra sao thì xin mời quý vị hãy cùng đi tìm câu trả lời cùng với Kim Anh nhé. Em có phải là Hiếu không? Dạ đúng rồi ạ. Chào em. Dạ. Bây giờ em có rảnh không? Chị có thể nói chuyện với em được không? Em hiện tại em đang rất rảnh ạ. Mình vào trong nói chuyện chút xíu nhá. Dạ. Ok. Thế công việc hiện tại của em thế nào? Nó có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống cho em không? Công việc hiện tại của em cũng ổn để cho em trang trải cuộc sống hàng ngày. Chị cũng có tìm hiểu là em là người rất là đam mê âm nhạc. Dạ. Vậy thì niềm đam mê âm nhạc đó nó có ý nghĩa với em như thế nào? Hằng ngày em thường hay hát, em xem đấy như một người bạn. Và em có mong ước trở thành một người ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại thì em có hay phải nghe những lời nói về chê bai ngoại hình của em hay không? Đặc biệt là khi họ biết là em là người có niềm đam mê với âm nhạc chẳng hạn. Cũng có nhiều lời chê bai về ngoại hình, bị mọi người chê bai là nhìn giống vượn. Thì đối với em thì em lấy cái động lực đam mê của mình để đi tiếp con đường của mình. Vì anh thương em như thương cây bằng nó. Cây nhớ ai luôn là em không thể theo được nghề này, bởi vì ngoại hình của em, bởi vì tố chất của em, bởi vì những gì em đang có nó không đủ để trở thành ca sĩ. Thì em nghĩ như nào, em cảm thấy gì? Thực sự em rất đam mê âm nhạc, không được theo âm nhạc em cũng thấy không ý nghĩa gì của cuộc sống. Em biết là khó khăn, nhưng không vì những lời nói chê bai mà em bỏ cuộc. Dù bao nhiêu người nói gì nữa thì em vẫn quyết định cố gắng nỗ lực theo con đường của mình, để cái nguồn sống của em là âm nhạc, được hát thì em mới là chính mình. Nếu bố mẹ em được xem video này thì em xin bố mẹ là hãy tôn trọng quyết định của em. Cô cũng tiếc nuối cho cháu bởi vì làm nhà mình không có điều kiện cho cháu học. Bây giờ đam mê của cháu thì cháu theo đuổi thì cô cũng cứ để cho cháu theo đuổi thôi. Bây giờ bất ngờ nhỏ trong một nhân vật rất đặc biệt đang có mặt trong mặt trời hôm nay. Xin mời quý vị bạn quen biết với chương trình sân khấu. Cho đời ta chút buồn, làm sao khi con tim nhỏ mê mơ hoài như một giây.
Vâng, Phùng Văn Hiếu, chàng trai yêu âm nhạc, yêu ca hát, nhưng có vẻ trầm tính, nhút nhát và rụt rè. Và lý do cho sự rụt rè và nhút nhát đó chính là bởi ngoại hình của mình. Không biết theo dõi câu chuyện vừa rồi xong thì ban giám khảo có những chia sẻ gì ạ? Xin mời Hoàng Cu. Xem xong đoạn clip vừa rồi thì mình thấy rằng là Hiếu có lẽ là vẫn còn đang mông lung nhiều quá. Bởi vì là thấy rằng bạn, mình chưa thấy được cái niềm đam mê của bạn thực sự mãnh liệt. Bởi vì trước tiên là nếu mà bạn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, với nghệ thuật thì trước tiên là bạn đang phải trên cái đường mà trau dồi bản thân trước đã. Thì Hoàng thấy trước tiên là về khả năng ca hát của bạn đi, là mới ở mức trung bình khá thôi. Còn Hoàng thấy về ngoại hình của bạn thì Hoàng nghĩ là trên mức trung bình. Đấy là cảm ý kiến ơn của Hoàng. Cảm ơn stylist Hoàng Cu. Tôi thấy đạo diễn Lê Hoàng gật gật. Anh đồng ý với ý kiến của stylist Hoàng Cu ạ? Tôi không những đồng ý mà tôi còn nghĩ mạnh hơn á, là bạn Hiếu ơi, bạn phải hiểu một điều rằng là cái âm nhạc có trước, cái ngoại hình có sau. Bạn nói đến âm nhạc là bạn phải thể hiện cái âm nhạc của bạn, là hoặc là kiến thức âm nhạc hoặc giọng ca. Thì phải nói là tôi cũng đã chấm một vài cuộc thi âm nhạc rồi, nếu mà nghe cái giọng như vậy là tôi đánh trượt thẳng cẳng đấy, nói thật lòng là như thế. Thế là không, điều đấy nó không có làm sao cả. Nếu mà bạn nói là bạn là muốn trở thành một ca sĩ thì bạn phải cố gắng rất rất nhiều đấy. Thế còn về ngoại hình ấy thì tôi không phải là một chuyên gia, nhưng tôi cũng có linh cảm rằng là bạn, thứ nhất là bạn chỉ cần chăm sóc cái da mặt là cái điều trước tiên. Mà chăm sóc da mặt thì không phải là một cái gì quá tốn kém và quá phức tạp đấy. Bạn chỉ cần có kiến thức và được gặp những cái chuyên gia gọi là có ngày họ chỉ cho. Thứ hai là cái răng chỉnh cũng không quá ghê gớm. Nên là trong trường hợp bạn Hiếu này thì tôi nói thật là nếu mà xếp đỉnh, xếp điểm bi kịch là 10 ấy, thì tôi chỉ nghĩ rằng là bạn chỉ có khoảng 3 đến 4 điểm bi kịch là nhiều, là cùng lắm 3 điểm thôi. Thế là bạn không có gì là quá, nói thật ra là bạn không có cái gì là quá bất hạnh. Vâng, không nên quá bi quan. Quá bất hạnh, cho nên là tôi rất là ngạc nhiên khi thấy cái thái độ của bạn khi ngồi nói chuyện với MC, tôi buồn quá. Trời, tôi thề với bạn cái này tôi không nói khách sáo đâu, hồi trẻ tuổi bạn tôi không có đẹp trai bằng. Vì hồi tôi gầy nhom mà nhìn kinh lắm. Và hãy lạc quan nghĩ rằng càng có tuổi giống như anh Lê Hoàng là sẽ càng nhuận sắc hơn. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vì đàn ông của mình được một cái thế này này. Đàn ông cái này nói trộm vía nhá. Phụ nữ mà nhiều tuổi ấy, thì họ không có lại bằng đàn ông nhiều tuổi. Thật ạ. Vì đàn ông nhiều tuổi ấy, tự nhiên là thân hình nó nhìn nó gọi là nó hơn. Còn cái này nói thì nó hơi kỳ mà vâng là sự thực như vậy. Tôi là MC thì tôi sẽ không đưa ra ý kiến, không lại bảo là tôi không khách quan, nhưng mà đấy Hoàng Cu và cả Lan Phương tôi chắc chắn là sẽ có tranh luận đấy ạ. Xin mời Hoàng Cu nào. Hoàng Cu có một ý kiến là nếu mà anh Lê Hoàng bảo là bạn này đang bi kịch là 3/10 thì cô thấy thực sự là bi kịch lớn nhất của bạn này là bạn ấy đang sống trong một cái môi trường mà không có sự ủng hộ. Nó là một cái môi trường mà dẫn bạn đến bạn ấy bị tự ti về bản thân. Chứ còn thấy rằng là bạn ấy trông hoàn toàn là bình thường. Bạn ấy có thể là không chăm chút về ngoại hình nhiều, nhưng mà cũng không đến nỗi xấu đến mức mà mọi người lại bảo bạn ấy là vượn hay là khỉ thì không phải. Không, tôi nghĩ rằng bạn này phải phẫu thuật cái đầu trước. Có lẽ là bạn ấy đang phải thay đổi cái tư duy của bạn ấy trước đã. Thôi, mọi người, khổ thân. Hiếu đến đây dù sao thì Phương nghĩ là bạn ấy đã có một cái mặc cảm, dù ít dù nhiều, dù đúng hay sai cũng đã có một cái mặc cảm rồi. Đến đây lại bị cái Hoàng với Hoàng Cu lại bảo là bạn ấy cần phải xem lại về cách tư duy thì cũng khổ thân bạn ấy quá. Nhưng hai cả Hoàng Cu và anh Hoàng đều có cái lý, Phương đồng ý. Nhưng mà là một người phụ nữ cho nên là Phương cũng sẽ mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn với bạn ý. Và Phương cảm nhận được là đúng như Hoàng Cu nói, là bạn ý đang sống trong một môi trường mà thiếu cái sự ủng hộ. Như bạn ấy nói là bạn ấy mong bố mẹ xem và bố mẹ ủng hộ. Và ngoài ra chính bạn cũng đang bị hoang mang. Có lẽ là Phương nghĩ là bạn hay so sánh mình với mọi người nhiều quá. Phương biết là hoàn cảnh của bạn sẽ cũng khó khăn, không được như mọi người. Bạn không có điều kiện tài chính để học thanh nhạc hay là để học để nâng cao hơn kỹ năng của bạn. Rồi Phương nghĩ là bạn nhìn thấy mọi người xung quanh có được cái này cái kia và điều đó làm cho bạn mặc cảm. Và từ cái mặc cảm đó thì bạn lại nghĩ rằng là có lẽ là vì là mình không có đủ sắc vóc để mình được như người ta. Nên là Phương hiểu ở trong cái hoàn cảnh này khó khăn lắm. Thực sự Phương rất là thấu hiểu. Khi mà mình không có được, mình cứ loay hoay thì mình tự cảm thấy là thương cho bản thân mình. Thì Phương cũng hy vọng là qua chương trình này, mình cũng không biết được sau đêm nay hoặc là bạn hoặc là bạn kia sẽ được đi tiếp. Thì dù được hay không thì Phương, đầu tiên là Phương mong em là trước tiên là hãy tự tin lên một tí. Bởi vì tất cả những người ngồi đây đã từng bị chê mai, bị chỉ trích, như chị đã từng ở trong trường cũng đã từng bị chê, cũng lôi cái này cái kia ra để chê. Vâng ạ, xin cảm ơn Lan Phương rất nhiều.
Đúng là trái tim người phụ nữ thì lúc nào cũng đầy lòng nhân ái đúng không ạ? Tôi rất là thích cái cách suy nghĩ bao dung, chia sẻ và đầy yêu thương của Lan Phương dành cho Phùng Văn Hiếu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải ghi nhận ước mơ, niềm khát khao mãnh liệt của các thí sinh khi đăng ký với Hành trình Lột Xác 2019 đúng không ạ? Việc có lựa chọn Phùng Văn Hiếu đi tiếp với chương trình hay không phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ ngay bây giờ làm quen với thí sinh số 2 của chương trình tuần này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trần Minh Hoàng, 19 tuổi. Niềm đam mê lớn nhất của tôi là những bước nhảy. Tôi có thể nhảy ở mọi lúc, mọi nơi. Tôi muốn mình đứng trên sân khấu và cháy hết mình với những điệu nhảy. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một câu chuyện khác. Chào quý vị và các bạn, sau khi lắng nghe những câu chuyện và những chia sẻ của Minh Hoàng thì ekip chương trình Hành trình Lột Xác quyết định về tận Quy Nhơn, nơi bố mẹ Minh Hoàng đang sinh sống để gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn. Nào chúng ta cùng đi thôi. Cháu chào bác ạ. Cho con hỏi đây có phải là nhà bác Minh và cô Huế không ạ? Đúng rồi. Dạ. Con chào bác ạ. Vào năm 2001 á, hồi đó Minh Hoàng còn nhỏ xíu, mới 16 tháng thôi. Khi đó là chủ đâu là chở cô với là bé ngồi sau, còn Minh Hoàng thì nhỏ ngồi phía trước á. Đang dừng lại bên cái vỉa hè á, thế là bị một cái xe nó đi ngược chiều á, nó tông lên cái vỉa hè đó, nó tông vào quán chè đó, xong rồi nó xuống nó hột cả bốn bà con lên luôn. Thế là Minh Hoàng thì nó bị cái xe đó là nó hột lên cái dây xe, nó lên cái bãi cỏ luôn. Bắt đầu cháu Hoàng vào lúc 8, lớp 9 thì lúc đó ngay cả mấy bức ảnh này nhìn lại mới biết được là cháu đã là có một cái di chứng là cái miệng hơi lệch một chút. Sau khi cháu đi nhảy nhiều nó bắt đầu nhìn kỹ lại khuôn mặt của cháu thì biết là cháu đã lệch hẳn. Mỗi lần nó gọi điện về nó nói chuyện với cô á, nó không cho cô nhìn cái mặt nó luôn á. Nó cứ đưa đi đâu à, xong là cô nói này cho con. Con phải như nói chuyện với mẹ mà con cũng không nhảy nữa thì nên làm sao con đi ra ngoài mà con giao tiếp. Cái thứ hai nữa là nó kêu sau khi nhảy xong rồi có mấy fan rồi đến nó xin chụp hình nó cũng lủi lủi nó đi à. Nó ít nói lắm, nó không có mạnh dạn, nó không có cảm thấy nó cứ xa lánh mọi người á. Nếu sau này mà mổ làm lại khuôn mặt cháu như thế nào đó thì cháu sẽ tự tin hơn và là sẽ là biểu diễn tốt hơn và đứng ở giữa sân khấu cùng với mọi người. Trong sự nghiệp dancer thì cũng cần quan trọng là ngoại hình và khuôn mặt. Em thì bị khuôn mặt em bị lệch một bên trái, cho nên là mỗi lần đi diễn thì em rất là tự ti và không dám tiếp xúc với mọi người xung quanh, rất là ngại biểu diễn trước mặt mọi người. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Hoàng thì là Hoàng rất là hiền, nhưng mà hơi nhút nhát và có một chút gì đó là hơi tự ti. Nhưng mà về cái khả năng làm việc thì Hoàng rất là chăm chỉ và rất là siêng năng và cũng có khả năng phát triển rất là cao. Những cái lúc mà mình diễn thì cái ống kính thì nó sẽ không có trực tiếp bắt vào Minh Hoàng được, tại vì cái ngoại hình của mình, nên cái đó cũng là một hơi tiếc cho cậu Minh Hoàng. Thì nếu như bây giờ mình cho các bạn gửi một lời chúc đến Hoàng thì các bạn sẽ nói gì nè? Mình và Minh Hoàng đã quen nhau một năm rưỡi rồi. Trong cái quá trình mình tìm hiểu và gặp nhau là vào có những sự tương đồng và những cái sở thích và đam mê chung. Mình cũng đã từng nghĩ rằng là tình yêu ấy thì nó đến xuất phát bằng tấm lòng của hai người thôi, chứ mình cũng không có nghĩ rằng là bạn này đẹp hơn hay là bạn kia đẹp hơn. Mình chỉ nghĩ rằng là mình nhận cái sự chân thành của Minh Hoàng thôi. Tính cách của Hoàng khá là tự ti và về vẻ bề ngoài của Hoàng, cho nên mình cũng muốn chương trình sẽ giúp cho Hoàng có thể lấy lại cái sự tự tin.
19 tuổi, chàng vũ công Trần Minh Hoàng vẫn còn quá trẻ, vẫn còn rất nhiều hoài bão, còn nhiều đích đến ước mơ để bạn chinh phục. Thế nhưng, hoài bão lớn nhất và mong muốn lớn nhất lúc này của Hoàng lại chính là trở thành một thí sinh của hành trình lột xác để có thể thay đổi chân dung, mở lối ước mơ cho cuộc đời mình. Sau khi xem phóng sự này thì không biết lúc này cảm xúc của hai người đàn ông cũng tên là Hoàng ạ, đấy là đạo diễn Lê Hoàng và stylist Hoàng Cu, nghĩ thế nào ạ về trường hợp của bạn Trần Minh Hoàng ạ? Thật ra nếu mà Hoàng mà khi mà 19 tuổi ấy, chắc là Hoàng còn không đẹp trai bằng bạn này. Mặc dù là mình biết là bạn sau khi tai nạn bạn thì có bị một chút vấn đề về xương mặt ấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái vấn đề xương mặt đấy không biết là Hoàng nó có đúng không, nhưng mà Hoàng nghĩ rằng là nếu mà mình nẹp răng ấy thì mình có thể chỉnh lại được cái bộ hàm này tương đối là khá. Thì tại Hoàng đang đặt một câu hỏi là tại sao bạn ấy không sử dụng cái phương pháp nẹp răng trước. Còn bản thân Hoàng thì Hoàng thấy rằng là Hoàng năm 19 tuổi không đẹp trai bằng bạn này luôn. Xin cảm ơn stylist Hoàng Cu ạ, đạo diễn Lê Hoàng ạ. Thứ nhất á là về mặt gọi là vũ công ấy thì tôi thấy bạn rất là có khả năng. Tôi nhìn tôi biết, và vì tôi cũng đã làm những cái chương trình về khiêu vũ nhiều rồi thì bạn là người có khả năng. Thứ hai là khả năng thứ nhất là về động tác, khả năng thứ hai là cái bạn là có một cái body á mà nó gọi là cái body chuẩn của người vũ công đó. Không phải dễ mà ai cũng có đâu. Nghĩa là nó giống tôi bây giờ ấy. Tự khen mình. Vâng. Chứ chờ mãi có ai khen đâu. Đấy là sở trường của anh Lê Hoàng đấy. Sở trường của Hoàng. Nhưng mà thứ nhất là, thứ nhắc lại là bạn có kỹ thuật. Thứ hai là bạn có thân hình. Vâng. Còn cái khuôn mặt ấy thì đây là cái khuôn mặt, và không biết, tôi không ở trên chuyên môn, nhưng tôi lại có linh cảm rằng là rất là thích thú với các bác sĩ. Bởi vì rằng là, bởi vì người bác sĩ họ làm một cái điều đó thì họ đoán trước được cái kết quả. Và họ hạnh phúc nhất là khi họ biết trước là kết quả sẽ tốt. Thì đây là kết quả sẽ tốt, bởi vì thế này, cái nửa mặt phía trên ấy rất là đẹp. Nghĩa là cái nửa mặt phía trên rất là đẹp. Thành ra là người ta chỉ chỉnh phía dưới thôi. Còn cái kỹ thuật chỉnh thế nào tôi không biết, nhưng mà chỉnh một cái là bạn này có thể nói rằng khác hẳn luôn. Ừ, rất là đẹp luôn. Cho nên là nếu mà gọi là có thể nói, nếu mà tôi dùng một cái từ nó hơi kỳ mà chứ, đây là con mồi ngon của bác sĩ phẫu thuật. Nghĩa là nhìn thì sướng vô cùng. Vâng. Nghĩa là mình có cảm giác là mình sẽ được gọi là triển khai cái tay nghề, và mình sẽ được cái sự gọi là biết ơn rất là mạnh của bệnh nhân, bởi vì là họ thay đổi quá tốt. Tức là thành quả gặt hái được thì sẽ là một gương mặt rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Gương mặt rất là tuyệt vời. Điều này có đúng hay không? Vâng, điều này có đúng hay không thì ngay bây giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến của bác sĩ Charlie Trần ạ. Với trường hợp của Trần Minh Hoàng thì chúng ta sẽ can thiệp những vùng nào trên khuôn mặt ạ? Tôi cũng ngạc nhiên với đạo diễn Lê Hoàng vì anh cũng không phải là chuyên môn trong y, đặc biệt là không phải bác sĩ tạo hình thẩm mỹ, mà anh có những cái nhận xét tương đối là tương đối chính xác. So với những cái suy nghĩ của chúng tôi, trên ca này về mặt chuyên môn là một thách thức đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải kết hợp vào phẫu thuật xương. Cái khó của cái xương hàm trên, xương hàm dưới là xương hàm trên, cái khối xương hàm trên lại đẩy ra đằng, lùi ra đằng sau, xương hàm dưới lại bị đẩy ra đằng trước. Trong trường hợp này xương hàm dưới nó lại bị kéo lệch sang bên, méo sang bên trái này. Chính vì thế chúng ta cũng phải chỉnh lại nó quay trở lại bên theo chính trục chính giữa này. Đấy là một thách thức đối với phẫu thuật vùng xương hàm dưới. Chứ cũng không phải là chúng ta có thể nẹp răng hay niềng răng cái gì mà có thể làm được như vậy đâu. Đấy, cho nên ca này là một ca thách thức với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi biết là chúng tôi làm được. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã được theo dõi hai phóng sự gặp gỡ hai chàng trai trẻ đều có tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật, đó là Trần Minh Hoàng và Phùng Văn Hiếu. Ngay bây giờ thì hãy cùng gặp gỡ hai chàng trai này trên sân khấu của hành trình lột xác 2019 để nghe họ chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện của cuộc đời mình. Xin mời. Những tràng pháo tay và những nụ cười mà mọi người dành cho các bạn để chúc mừng các bạn, bởi lẽ các bạn đã vượt qua hàng nghìn thí sinh khác ở vòng đầu tiên, đó là vòng gửi hồ sơ và xét tuyển với chương trình. Chỉ có 22 thí sinh được có mặt trực tiếp với hành trình lột xác mà thôi, và trong đó có hai bạn. Điều đó đã ghi nhận rằng chúng tôi muốn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như muốn hiện thực hóa giấc mơ của hai bạn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ dành cho một trong hai người các bạn mà thôi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ bày tỏ tình cảm, sự quyết tâm làm thế nào để có thể thuyết phục được các giám khảo của chúng tôi cũng như quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay lúc này. Họ sẽ chính là người trao tấm vé cho các bạn để các bạn có thể đi tiếp
và hiện thực hóa ước mơ của mình. Thay đổi chân dung, mở lối ước mơ trong hành trình lột xác 2019. Xin mời Hiếu sẽ nói trước nào. Dạ em xin chào năm vị giám khảo và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin phép tự giới thiệu, em tên là Phùng Văn Hiếu. Năm nay em 20 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Em có một niềm đam mê ca hát. Gia đình em thì không có điều kiện để cho em đi học. Thì em đã tự học xong 12, em đi làm. Em tiết kiệm tiền để cố gắng dành dụm tiền để theo học thanh nhạc. Dân ca Thanh Hóa có rất nhiều bài hát hay, bạn có thuộc bài nào không? Có thể hát tặng chúng tôi một hai câu hát được không ạ? Em không thuộc lắm, em hát nhạc trẻ nhiều. À, nhạc trẻ cũng được ạ, xin mời bạn. Những lúc chỉ có một mình, tôi nghĩ về tương lai xa. Tôi nghĩ liệu tôi sinh ra suốt cuộc đời làm chi. Bao nhiêu mơ ước ngày nào, lúc bé mình mơ ngây thơ. Sao lớn lại không dám mơ, cơn mơ chợt vụt tắt. Thời gian thấm thoát trôi, năm nay tôi 20. Sợ những thứ diễn ra trong đời, sợ không biết liệu mình có đi sai đường. Sợ đau sợ vấp ngã, đi 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 rồi sẽ đến. Xin cảm ơn Hiếu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ là những giây phút để Trần Minh Hoàng sẽ làm quen kỹ hơn với ban giám khảo của chúng tôi. Xin mời bạn. Dạ, em xin chào ban giám khảo và các bạn khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Trần Minh Hoàng, năm nay em 19 tuổi. Hiện tại thì em là dancer ở Vũ Đoàn Bước Nhảy. Nghề dancer là ngoài việc nhảy thì quan trọng thứ hai đó là ngoại hình và khuôn mặt. Thì khuôn mặt em thì bị lệch nên em rất tự ti và nhút nhát mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Em ngại tiếp xúc và giao tiếp với mọi người vì nhan sắc của em bị hạn chế, cho nên là mỗi khi show mà cần ngoại hình thì em không được chọn và hay bị xếp về phía sau. Chúng tôi hiểu là công việc của một dancer đấy là niềm đam mê lớn nhất của Hoàng đúng không ạ? Đấy là sở trường cũng là thế mạnh của bạn nữa. Thế thì ngay bây giờ bạn có thể thể hiện một vài điệu nhảy cơ bản thật là sôi động. Và nếu có thể thì hãy hướng dẫn cho hai người đàn ông cũng tên là Hoàng đúng không ạ? Chúng ta thành lập một nhóm nhảy Tam Hoàng đi. Bạn hướng dẫn cho hai anh Hoàng của chúng tôi một vài động tác cơ bản nhất thôi để khuấy động sân khấu một chút được không ạ? Nhóm nhảy và vũ đoàn Tam Hoàng, xin một tràng pháo tay ạ. Rồi âm nhạc nổi lên xong rồi Hoàng nhảy thế nào thì hai Hoàng còn lại sẽ nhảy theo như thế nhá. Chết ngay. Xin mời khán giả dành một tràng pháo tay cho ban nhạc Tam Hoàng của chúng tôi ạ.
giờ thì chúng tôi lại muốn trò chuyện tiếp với Phùng Văn Hiếu. Hôm nay thì bạn đến với Hành Trình Lột Xác 2019 cùng với ai ạ? Dạ, hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ. Mẹ của bạn đúng không ạ? Xin hỏi là mẹ của bạn Hiếu đang ngồi ở đâu ạ? Xin chào chị ạ. Và ngồi cạnh mẹ của bạn Phùng Văn Hiếu lúc này là ca sĩ Phương Tuyền, một thí sinh của Hành Trình Lột Xác 2017. Phương Tuyền hãy giúp chương trình trò chuyện với mẹ của bạn Hiếu nhiều hơn được không? Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người ạ, mình là Phương Tuyền ạ. Hôm nay mình rất vui được có mặt ở đây để đồng hành cùng với gia đình của Phùng Văn Hiếu. Và bên cạnh của mình là cô Trịnh Thị Hương, là mẹ của Phùng Văn Hiếu, hôm nay có mặt ở đây để đồng hành cùng với con trai của mình. Và cô Hương thân mến ạ, cô có thể cho mọi người ở đây biết cảm xúc của cô bây giờ như thế nào không ạ? Vâng, trước hết là tôi ở từ quê Thanh Hóa ra đây ạ. Trước hết là tôi cảm ơn chương trình Hành Trình Lột Xác và thắp cánh ước mơ cho các con. Tôi là mẹ của cháu Phùng Văn Hiếu. Từ Thanh Hóa ra đây thì mơ ước của cháu từ nhỏ thì cháu cũng cứ bảo là mơ ước của con là muốn làm ca sĩ, nhưng gia đình mình không có điều kiện. Cho nên là dù thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ và gia đình vẫn luôn luôn bên con, cố gắng lên con. Mọi sự tốt đẹp đang mong đợi ở con. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Có một người mẹ giống như mẹ của bạn thật là tuyệt vời Hiếu ạ. Cho dù bạn lựa chọn con đường nào và bạn thành công với mức độ ra sao thì mẹ vẫn luôn ở cạnh, vẫn luôn là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, là chỗ dựa lớn nhất cho bạn. Vậy nên hãy cười thật tươi nào. Có thể nhìn mẹ cười một nụ cười thật tươi để mẹ bạn cảm thấy yên tâm được không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện thêm với Minh Hoàng. Hôm nay Hoàng đến đây với ai ạ? Dạ, hôm nay em đến chương trình Hành Trình Lột Xác cùng với mẹ em ạ. Mẹ của bạn đúng không ạ? Mẹ của bạn đang ngồi ở đâu? Dạ, kia. Vâng ạ, xin chào cô. Và lúc này thì ngồi cạnh mẹ của bạn Trần Minh Hoàng, đó chính là một gương mặt rất là xinh đẹp, một trong những thí sinh tỏa sáng nhất của Hành Trình Lột Xác 2018, Phan Thị May. May hãy giúp chương trình trò chuyện với mẹ của bạn Hoàng nào. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình là Phan Thị May, thí sinh Hành Trình Lột Xác 2018 mùa thứ 3. Bên cạnh mình đây đó chính là cô Huế, là mẹ của thí sinh Trần Minh Hoàng. Thì dạ, chào cho cô ạ. Cháu rất vui khi hôm nay cô có mặt ở đây để tham gia cùng chương trình và để tiếp thêm sức mạnh cho bạn Hoàng. Vậy thì ngay lúc này đây thì cô có điều gì muốn nói với bạn Hoàng không ạ? Đầu tiên là tôi xin kính chào ban giám khảo, kính chào ekip và đặc biệt là kính chào tất cả toàn thể khán giả ở trong trường quay hôm nay ạ. Tôi tên là Văn Thị Như Huế, là mẹ của thí sinh Trần Minh Hoàng. Thì tôi cũng ở từ Quy Nhơn đi ra đây đồng hành với con ở trong chương trình Hành Trình Lột Xác này cũng là một niềm hạnh phúc của bản thân tôi. Bởi vì con Trần Minh Hoàng của tôi thì nó có một cái niềm đam mê đó là nhảy. Cho nên là từ năm lớp 8 thì em đã tham gia cái nhóm nhảy rồi. Và tôi cũng thấy được ước mơ của em như vậy và thấy được cái tài năng của em. Nhưng mà đến khi mà cái em tham gia vào nhóm nhảy thì cái khuôn mặt của em nó không có được như mong muốn, nó bị méo như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không phải chỉ vì cái gương mặt mà coi như là nó cái đam mê nhảy múa là nó cũng đòi hỏi một cái sức khỏe nữa. Mà khi cái hàm của em nó bị lệch như vậy á, thì coi như ăn uống nó cũng rất là khó khăn. Vì vậy mà cái sức khỏe của em nó cũng không có đáp ứng được cho cái công việc nhảy múa của mình. Chứ không mà khi mà em nhảy đi tham gia cái show nhảy như vậy thì em rất là tự ti và coi như là không có dám tiếp xúc với mọi người. Ngay cả nói chuyện với mẹ cũng dơ lên từ đây trở lên thôi, không có dám cho mẹ nhìn được cái khuôn mặt của mình. Điều đó cũng làm cho tôi là một người mẹ cũng rất là buồn. Nhưng mà khi mà có được cái chương trình này, bản thân tôi cũng đi đến đây để cổ vũ cho em và cũng rất là coi như là mong muốn rằng là nếu như mà được hay không thì cái đó thì coi như là con cũng phải cố gắng. Mẹ cũng hy vọng rằng là sau khi chương trình này thì con sẽ có một cái cơ hội để tiếp bước ước mơ của mình trở thành hiện thực. Và bản thân cũng rất cảm ơn ban giám khảo và coi như cảm ơn ekip của chương trình và đặc biệt là cảm ơn tất cả các khán giả trong trường quay đã cổ vũ và bình chọn cho Minh Hoàng để có cơ hội tỏa sáng tài năng của mình. Xin cảm ơn mẹ của bạn Trần Minh Hoàng. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã được chia sẻ câu chuyện của Phùng Văn Hiếu và Trần Minh Hoàng, cả hai chàng trai ước mơ của các bạn. Thay đổi chân dung mở lối, ước mơ đều là những ước mơ hết sức chính đáng. Và giá như chúng tôi có thể ủng hộ và đồng hành cùng các bạn, cả hai người giá như đều có thể bước chân vào phòng phẫu thuật thẩm mỹ của chúng tôi. Tuy nhiên, cơ hội
chỉ dành cho một trong hai bạn mà thôi. Và bây giờ thì ban giám khảo của chúng tôi và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay, dù không hề mong muốn, chúng ta vẫn buộc lòng phải đưa ra lựa chọn của mình ạ. Phùng Văn Hiếu và Trần Minh Hoàng chỉ có một trong số hai bạn được đi tiếp với hành trình lột xác 2019 mà thôi. Còn bây giờ thì thời gian đưa ra bình chọn và lựa chọn của ban giám khảo cũng như quý vị khán giả bắt đầu. Bình chọn kết thúc. Xin lỗi quý vị khán giả và xin lỗi cả quý vị giám khảo vì chúng tôi đã khiến quý vị vào một tình thế khó xử như vậy. Chúng tôi nhận thấy sự băn khoăn, lưỡng lự và không biết phải lựa chọn như thế nào trên gương mặt của quý vị. Đặc biệt là anh Lê Hoàng. Vâng ạ, tôi thấy anh vò đầu bứt tai suy nghĩ một lúc rồi anh mới đưa ra quyết định của mình. Trong khi đó thì Hoàng Cu và Lan Phương có vẻ như quyết định nhanh hơn một chút. Tôi sẽ hỏi Hoàng Cu trước được không ạ? Bạn lựa chọn thí sinh nào ạ? Phùng Văn Hiếu hay Trần Minh Hoàng? Thật ra nếu để Hoàng trao quyết định cho một bạn thì Hoàng nghĩ rằng Hoàng sẽ không trao quyết định cho cả hai bạn này. Tại vì là Hoàng thấy là khi mà các bạn đến đây để các bạn tìm, các bạn đang cố gắng thuyết phục khán giả cũng như là ban giám khảo cái niềm đam mê của bạn ấy, cái niềm khao khát ước mơ của bạn ấy thì Hoàng chưa thấy có. Hoàng cần là Hoàng sẵn sàng là trao cái ước mơ đấy cho một cái người mà người ta sẵn sàng là người ta hiên ngang, người ta bắt lấy. Nếu được đi tiếp với hành trình lột xác 2019 thì tới cuối hành trình này, tới đêm tỏa sáng chẳng hạn, thì chắc chắn các bạn ấy sẽ thay đổi, sẽ lột xác. Nhưng mà Hoàng ở đây Hoàng chưa thấy được mà cái sự đam mê của các bạn ấy. Giám khảo Hoàng Cu vẫn phải chọn một trong hai. Thì đấy, Hoàng cần một người là bởi vì các bạn ấy đã sẵn sàng là các bạn ấy sẽ trở thành một người nghệ sĩ của công chúng. Thì Hoàng cần được thấy cái sự khao khát đam mê đấy của các bạn ấy phải bừng cháy lên và cho Hoàng thấy được. Đạo diễn Lê Hoàng chọn ai ạ? Tôi lựa chọn ai thì cái cách phát biểu của tôi đã lộ ra rồi. Tôi chỉ muốn nói thế này này, bạn Hoàng Thái Lít đó rất là đúng là các bạn thiếu tự tin. Nhưng mà nếu mà nhìn một cách rộng ra đó, sự tự tin đó của một con người nó có hai phần. Phần thứ nhất là bản thân con người đó, nhưng mà phần thứ hai rất quan trọng là cái hệ thống giáo dục nó phải cung cấp cho con người đó. Nghĩa là chúng ta rất là kém trong cái việc là cung cấp cho những cái con người mới sinh ra và chẳng may họ có khuyết tật hoặc có cái gì đó, là cái gọi là cái họ phải hiểu được là xã hội tôn trọng họ như thế nào và cái giá trị riêng của họ như thế nào, cái giá trị ngoại hình nó nằm bao nhiêu trong cuộc sống. Còn cái xã hội của chúng ta thì đôi khi là giáo dục mình phải làm sao để cho đám đông công nhận mình phải làm sao để mà hòa mình, những cái đó nó làm thủ tiêu tất cả những cái cá tính. Thành ra các bạn 19 tuổi rồi các bạn bước ra sân khấu cũng rụt rè, mà các bạn bước ra đời cũng rụt rè, thì lỗi tại các bạn một phần, mà một phần rất lớn là chúng ta phải nhìn lại cách giáo dục con người của chúng ta. Nói cái này có thể nó hơi ngoài chương trình đúng không? Nhưng mà thật ra thì phẫu thuật thẩm mỹ với lại phẫu thuật tâm hồn thì thật ra nó rất là liên quan đến nhau. Không ạ, nó không ngoài chương trình đâu ạ. Bởi vì trong số hai bạn chỉ có một người đi tiếp và một người dừng lại. Và tôi tin rằng những chia sẻ quý báu, những kinh nghiệm sống mà đạo diễn Lê Hoàng cũng như các giám khảo của chúng tôi gửi tới các bạn, đó sẽ là những bài học rất quý giá, đó sẽ là những trải nghiệm tôi nghĩ rằng bổ ích cho cuộc sống của các bạn sau này, cho dù các bạn có thể tiếp tục niềm đam mê với nghệ thuật hay theo đuổi công việc nào trong cuộc sống. Hiếu và Hoàng, ngay bây giờ hãy sẵn sàng để chúng ta đón nhận kết quả. Xin mời kết quả. Phùng Minh Hiếu hay Trần Minh Hoàng sẽ là thí sinh được ở lại với hành trình lột xác 2019. Và đó chính là người ở lại để tiếp tục hành trình này với chúng tôi, đó chính là rất căng thẳng ạ. Ai sẽ là người ở lại với hành trình lột xác 2019? Và đó là Trần Minh Hoàng. Xin chúc mừng bạn.
Hiếu thân mến, tất cả những gì cần nói chúng tôi đã nói với bạn rồi. Chúng tôi hy vọng bạn trở lại với cuộc sống đời thường, vẫn tiếp tục nỗ lực, vẫn tiếp tục cố gắng, giữ vững niềm đam mê ca hát của bạn. Và nếu có thể hãy trở lại với chúng tôi vào năm sau, hành trình lột xác 2020. Chỉ đơn giản đây chưa phải là thời điểm, đây chưa phải là cơ hội dành cho bạn mà thôi. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và xin chúc mừng Trần Minh Hoàng một lần nữa. Hãy đến đây với chúng tôi nào. Hãy lựa chọn một vị giám khảo mà bạn tin tưởng nhất để dành tặng cái ôm trìu mến ạ. Bạn Lê Hoàng rất được các thí sinh tin tưởng đấy ạ. Chỉ là vì cùng tên là Hoàng mà có đôi mắt khá là giống nhau. Xin cảm ơn và chúc mừng Trần Minh Hoàng một lần nữa. Trần Minh Hoàng nhận được 82% bình chọn của giám khảo và quý vị khán giả. Phùng Văn Hiếu nhận được 18% bình chọn. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn cả hai chàng trai và chúc cho hai bạn sắp tới sẽ gặt hái thật nhiều thành công trên hành trình trước mắt của mình. Và đối với Trần Minh Hoàng thì đó chính là hành trình lột xác. Như vậy là thí sinh tiếp theo của hành trình lột xác 2019 đã lộ diện. Đó chính là chàng vũ công 19 tuổi Trần Minh Hoàng. Những ca phẫu thuật thẩm mỹ đang chờ đợi chàng trai ở phía trước để giúp bạn thay đổi chân dung, mở lối ước mơ. Cụ thể như thế nào, ngay bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Với khuôn mặt vẹo lệch nghiêm trọng, sống mũi gãy, mắt một mí và phần thể hiện tài năng đầy ấn tượng, Trần Minh Hoàng đã giành chiến thắng áp đảo trước Phùng Văn Hiếu với tỷ lệ bình chọn 82%. Bạn hãy trở về nhà tiếp tục nuôi ước mơ của bạn. Thay đổi diện mạo đối với bạn Trần Minh Hoàng này là thay đổi ngoạn mục. Liệu diện mạo của anh chàng mặc lệch sẽ thay đổi ra sao? Ước mơ tỏa sáng trên sân khấu của chàng dancer tài năng có trở thành hiện thực? Đón xem tập tiếp theo của Hành trình lột xác mùa thứ tư được phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 1 trên kênh Today TV.